người đó từng là những người bạn thân thiết từ thời còn đi học nhưng sau này con cảm thấy bạn đó bất thiện thì con không thân nữa nhưng bạn đó có thành kiến về con lúc nào cũng chực chờ cơ hội để đi nói xấu chỉ trích cả khi con trên mạng xã hội sử dụng những từ ngữ văn vẻ rất có tư duy của một người học thức ờ, con đã không nói tới rồi mà vẫn cứ làm tới con không biết làm sao với trường hợp này xin sư chỉ dạy con Uh, nó có hai trường hợp một là mình uh, cạch mặt cái cái tài khoản nó đi uh, khóa đi là xong uh, xin thưa với quý vị thì trên mạng xã hội thì có đủ thứ loại người có người ưa mình mà cũng có người không có ưa mình mình đâu thể nào mình bắt người ta là anh phải uh, ai cũng phải thương tôi không được uh, có người thông cảm với mình cũng có người không có thông cảm với mình thì với những người mà họ chỉ trích mình đúng thì mình nhận còn nếu như họ cứ thích phỉ bán thì tốt nhất là mình chặn mình khóa đi cái kiểu từ đây mình không có nhìn mặt nhau nữa nếu như họ tạo tài khoản mới thì mình cứ coi coi là họ tạo tài khoản mới nhanh hơn hay là mình khóa tài khoản nhanh hơn nó đơn giản vậy thôi không thích thì không gặp mặt nhau từ đó nó bớt phiền từng có một từng có những trường hợp mà Cư sĩ họ Họ chửi Họ chửi sư Mà cụ thể họ chửi gì sư không biết Mà đương nhiên là họ chửi Có chửi Tại sao sư biết có chửi Là bởi vì có những Phật tử Họ rất là có lòng tốt Họ, họ báo cho sư biết Nhưng mà Sư không có coi tại vì chỉ đơn giản là tại sao mình phải coi quý vị nhớ là đức phật có trả lời một cái câu hỏi của một vị bà la môn đó tức là gì khi người ta tặng mình một món quà mà mình không nhận thì cái món quà trở lại người tặng người ta chửi mình mình không biết thì tự người ta vui vẻ với cái chuyện đó người ta tạo ác nghiệp rồi người ta tự hưởng cái cái vụ đói của người ta mình mắc mớ gì mình đã không biết rồi mình còn phải nhào vô để mình biết người ta chửi mình cái gì để mình mình rước phiền não, trong khi đó mình chỉ cần mình không để ý tới mình, không ngó tới mình, không coi. Thì người ta tặng mình cái gì mình không nhận thì nó trở lại người tặng, thế thôi, xong chuyện. Không có gì biết có những khi cái tò mò hại chết người. Biết có người chửi chửi mình đã tệ rồi, vốn dĩ là không biết là tốt nhất. Mà biết có người chửi mình thì mắc mớ gì mình phải biết người ta chửi mình cái gì? À, nghe để phiền thì nghe để làm cái gì đấy đơn giản vậy thôi Hả? rồi à, cái trường hợp thứ hai thì nó nó dính tới đời chứ nó không dính tới đạo đó là gì à, mình cứ chụp lại hết những cái bằng chứng đó ha, chụp lại hết những bằng chứng đó rồi mình thông báo là những cái này nó đã đủ bằng chứng để mà tôi có thể làm đơn để tôi kiện về cái tội sĩ bán xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi À, và nếu như anh không chấm dứt cái hành động đó thì tôi sẽ trực tiếp đâm đơn kiện hoặc là có khi mình đâm đơn kiện thiệt nếu mà trường hợp nó nghiêm trọng à, rồi sau đó mình có thể rút đơn để người ta biết là mình làm thiệt chứ mình không có, không có dẫn chơi đơn giản như vậy thôi Hả? chứ mắc cái gì mình phải phiền tới như vậy